anh em có sẵn sàng lên đồ cùng đồng chí Messine và nhảy dù xuống vùng đất của khủng long chưa? Chà, dĩ nhiên là không phải trong thế giới game đâu, mà ta sẽ tiến đến những địa điểm có thật trên toàn cầu. Với 43 vị trí săn lùng hơn 20 loài khủng long thuộc Jurassic World Dominion, tôi cùng các ông sẽ thi tài xem ai dùng Pokeball thu phục được nhiều khủng long hơn. Và xin lưu ý, đây là sản phẩm research dựa trên tài liệu thông tin chính thức từ Universal nên chắc chắn mang tính chất tham khảo và thảo luận thiền lành cùng nhau anh chị em gần xa nhá. Giờ thì bước vào lãnh địa nào. Với vai trò là phần thứ 6 thuộc nhượng quyền thương mại Jurassic Park huyền thoại và là phần thứ 3 thuộc Jurassic World Dominion, lãnh địa đang là điểm đến đầy mong chờ với những ai muốn gặp lại bộ ba Laura, Jeff và Sam. Đặc biệt khi Dominion lấy bối cảnh 4 năm sau khi hòn đảo Isla Nubla rơi vào tình trạng sương khói mờ nhân ảnh, khiến các loài khủng long phải di tản khắp nơi trên thế giới, đồng nghĩa chúng sẽ sống chung cùng con người. Chẳng hạn một buổi sáng anh em thức dậy và thấy một con Pteranodon va thẳng vào cửa nhà thế này. Vậy hiện tại ta có thể săn lùng chúng ở đâu? Theo trang web dinotracker.com của Universal, mấy ông cần đến những nơi sau đây với danh sách khủng long xếp theo bảng chữ cái. 1. Ankylosaurus. Ankylosaurus được báo cáo hiện đang sinh sống tại công viên quốc gia Kangargati, Ấn Độ. Loài này có độ hung hãn vừa phải, dài 9,6m, cao tầm 3,6m và nặng tầm 3.600 đến 7.900 kg. Dù to lớn và dễ nổi cơn xung thiên, nhưng Ankylosaurus là loài ăn cỏ, được bao bọc bởi lớp osteoderm cứng chắc như một bộ giáp tự nhiên. Tổ chức bảo vệ động vật hoang dã thời tiền sử DPW gợi ý rằng ta nên tránh tạo tiếng ồn, đi nhóm đông, mặc đồ tối màu và tránh xa những vùng mà cây cỏ bị đốn ngã nếu không muốn đụng độ Ankylosaurus. Còn nếu anh em muốn săn chúng thì làm ngược lại nhé. 2. Allosaurus. Loài khủng long ăn thịt này dài tầm 12,1m, cao 3,8m và nặng khoảng 2.041kg, hiện có mặt ở hồ Nasser, Ai Cập. DPW ghi rằng Allosaurus khác với T-Rex ở chỗ nó có thể nhìn thấy con người ngay cả khi họ không di chuyển và có thể mở miệng rộng hơn 90 độ nhằm đớp miếng thịt lớn hơn. Allosaurus sẽ sinh sản vào đầu mùa xuân tới giữa mùa hè. Chúng sẽ tập hợp lại nhóm đông nên nếu anh em muốn đi săn bắn thì nhớ đi một mình, quay lưng lại với Allosaurus hoặc tiếp cận trứng và con non của chúng. Khi đó tỷ lệ các ông thành công là khá cao đấy. 3. Apatosaurus. Được ghi nhận xuất hiện tại Nogowont, nước Áo và Toronto, Canada, Apatosaurus sở hữu vẻ ngoài vô cùng khổng lồ, cao tới 6m, dài 27m và nặng tối đa gần 20.000kg. Chuyện thú vị bên lề là giống loài bé bự này từng bị nhầm thành hai cái tên khác nhau, gồm Apatosaurus và Brontosaurus do các nhà cổ sinh vật học bị nhầm lẫn. Và nhìn thì có vẻ lù đù, nhưng mà chúng quật đuôi đủ nhanh để phá vỡ rào cản âm thanh rồi đập thẳng vào kẻ thù. Bí kíp săn loài này rất dễ, các ông chỉ việc đến gần dưới chân chúng hoặc tiếp cận con non là ok nhá. 4. Brachiosaurus. Lại là một loài cổ dài vì đợi bạn gái trang điểm xong đây. Brachiosaurus cao gấp đôi Apatosaurus và nặng tối đa tận 56.245kg, tức là gấp 800 tôi đấy. Chưa kể đến bộ phận humerus, aka xương cánh tay của Brachiosaurus dài hơn 1,8m, cao hơn cả bà chị kế toán công ty tôi luôn. Brachiosaurus đang cư ngụ tại Brazil và thành phố Rovaniemi, Phần Lan. Nếu muốn an toàn trước chúng, ta cần tránh xa khoảng 61m, bởi việc ăn uống và di chuyển của Brachiosaurus sẽ khiến vô số thứ rơi xuống đất. 5. Baryonyx. Chiếc khủng long lóng tính như kem này đang chu du ở thị trấn Beckles, Anh và Mexico. Dù chỉ số cơ thể không quá ấn tượng so với nhiều loài khác thì Baryonyx vẫn là loài ăn thịt đáng gờm bởi khả năng di chuyển linh hoạt cả trên cạn lẫn dưới nước cùng skill dùng móng cào thần trưởng. Nên nếu muốn săn chúng, anh em chỉ cần nhảy xuống nước. Đặc biệt là ai không bơi giỏi thì Baryonyx sẽ tự động bơi tới mà thôi. 6. Carnotaurus. Nếu có anh chị em nào từng có mối quan hệ khiến mình cao lên vài phân thì hãy chọn Carnotaurus làm linh vật, bởi nhờ cặp sừng nhỏ như bò ở trên đầu mà nó được đặt tên là con bò ăn thịt. Carnotaurus đang sống tại thị trấn Oswestry ở Anh, vùng Kenilworth, Peru, sang tới bang Arizona và đảo Malta của Ý. Dù sở hữu chỉ số cơ thể khá ổn áp, nhưng đôi chân sau lại khá là mảnh rẻ, khiến chúng khó xoay sở khi chạy nước rút, nhưng vẫn có thể tăng tốc tới 27 km/h nha. Vậy bí kíp săn đuổi Carnotaurus chính là cứ chạy thẳng cho tôi,
không cua gấp, không núp lùm và nên giả chết. Vì Carnotaurus như gấu vậy, chúng không check xem các ông chết thật hay là không đâu, mà chúng ăn luôn. 7. Dimorphodon. Tiếp theo, ta sẽ bật chế độ bay lên của bình gôn đại ca và gặp gỡ Dimorphodon, loài khủng long tuy bé nhưng luôn trong tình trạng tới tháng cực căng. Cơ mà tôi đùa thôi, Dimorphodon nhỏ nhắn này thường thích ăn cá và côn trùng. Chúng không quá hung dữ, trừ phi cảm thấy bị đe dọa. Bên cạnh đấy, Dimorphodon là sinh vật có trí thông minh xã hội vừa phải, nên nhiều ông bà nhà giàu thường nuôi chúng làm thú cưng một cách bất hợp pháp. Trong Jurassic World Dominion, anh em có thể đi săn Dimorphodon tại thành phố Perth của Úc, tại Bali, Indonesia và đảo Miyajima, Nhật Bản nhé. 8. Mosasaurus. Ok, cái tên Mosasaurus quá quen thuộc với mọi người rồi ha. Với thân hình dài 21,9m, nặng khoảng 29.029kg thì nó đang làm bá chủ cả Thái Bình Dương. Tổ chức DPW gọi Mosasaurus là con thằn lằn nước liên quan đến loài rồng Komodo trên cạn. Biệt tài của Mosasaurus là chơi chiêu du kích, thích là nhích khi gặp con mồi thích hợp. Chúng không nhai mà sẽ nuốt trọn đối thủ vào trong bụng. Cơ hội săn Mosasaurus thì gần như là no hope rồi, cơ mà vẫn phải cẩn thận khi bước ra vùng biển nha anh em. 9. Nessutoceratops. Nessutoceratops được ghi nhận tại thành phố Calgary, Canada. Thông thường, một chiếc khủng long này khá là hiền hòa và chỉ tấn công khi cảm thấy nguy hiểm. Các cặp đôi giao phối sẽ rất yêu thương và bảo vệ lẫn nhau, bảo vệ con cái. Nếu muốn săn chúng, tôi xin đưa ra lời khuyên là xâm nhập thẳng vào địa bàn của Nessutoceratops rồi cưa sừng chúng, đảm bảo thành công. Vì khi còn sống tôi đã thử rồi. 10. Pteranodon. Rồi, đây, loài đi bụi nhiều nhất Jurassic World không ai khác ngoài lũ phượt thủ Pteranodon. Chúng lang thang từ hồ Ashi, thị trấn Hakone, Nhật Bản sang khu chợ Chandni Chowk, Ấn Độ, rồi ăn rầm nằm rề tại rừng quốc gia Helena Lewis and Clark, có mặt cả ở Tây Ban Nha, Canada và quần đảo Canary. Ta có thể phân biệt được con đực con cái nhờ vào màu đầu thuộc hộp sọ, và nếu muốn bắt chúng, hãy tích cực ra khu vực trống trải cho Pteranodon đến bắt các ông cho nó đỡ nhọc công nhá. 11. Stegosaurus. Tiếp theo, loài Stegosaurus dài 10m, cao 5m, nặng hơn 3.000kg này đang sống tại thung lũng Kerbasis thuộc tiểu bang Maine. Stegosaurus là loài ăn cỏ, nhưng chúng sở hữu một thứ vũ khí cực mạnh, đó là chiếc đuôi mọc gai. Với cú quật đuôi nhanh tới 64km/h, một vài bộ phận trên cơ thể mấy ông sẽ ra đi ngay lập tức nếu tiếp xúc đòn tấn công đó. Vậy bí kíp săn Stegosaurus là gì? Hãy hạn chế di chuyển, dùng phương tiện ít linh hoạt và im lặng hoàn toàn trước mặt chúng nhá. Khi đó ta sẽ sớm được gặp tổ tiên ngay thôi. Đấy là kế do tổ tiên nhà tôi mách bảo đấy. 12. Stegimoloch. Stegimoloch tương đối nhỏ con, dễ luồn lách khắp nơi. Loài khủng long ăn cỏ này có tính công kích trung bình, bất chấp ý nghĩa tên chúng là con quỷ của dòng sông Styx, lối đi vào cõi hoàng tuyền trong thần thoại Hy Lạp. Mà thực sự, các ông sẽ xuống sông Styx nếu tiếp cận Stegimoloch bằng phương tiện gây tiếng ồn lớn hoặc cố tình xâm phạm lãnh thổ của chúng. Quả đầu đá cứng ngắc này sẵn sàng tiếp nhận anh em tại thủ đô của Costa Rica và công viên quốc gia Seoraksan, Hàn Quốc. 13. Triceratops. Khủng long ba sừng thường cao 3,6m, dài 8,9m và nặng từ 5.443 đến 9.979kg. Hóa thạch đầu tiên được nghiên cứu của chúng đã khiến các nhà khoa học bối rối vì liên tưởng đến sừng của bò rừng Bisondila. À nhầm, lại mất thời gian nói nhảm rồi. Anh em có thể tìm Triceratops tại tỉnh Mayo, đảo Ireland. Cơ mà hãy chú ý, chúng rất chiến, thậm chí đủ trâu để cầm cự chống lại Tyrannosaurus, nên lượng sức mình lúc săn chúng đấy. Mà tới đây thì chắc có ông nào đã thấy sao chưa đủ con số 20 loài khủng long và 43 địa điểm như tôi gáy ở đầu clip đúng chứ? Bình tĩnh nào, giờ ta sẽ chạy đến vùng nóng của Jurassic World, nơi được chính đạo diễn Colin Trevorrow đăng bản đồ trên Twitter cá nhân và khám phá các loài còn lại, đó là Bắc Mỹ. 14. Compsognathus. Ở vị trí 14 là loài Compsognathus ở thành phố Salem thuộc tiểu bang Oregon với tiểu bang South Dakota, Colorado, Iowa và Missouri. Bất chấp cơ thể nhỏ bé chỉ nặng khoảng 2kg, Compsognathus vẫn có tính gây hấn cao. Đặc biệt dựa vào tính di chuyển bầy đàn, chúng cắn cực kỳ đau và một số nhánh còn tạo ra nọc độc. Tuy nhiên, nếu muốn săn thì cứ trang bị giáp đầy đủ và dùng thức ăn làm mồi nhử chúng vào bẫy là ok. 15. Gallimimus. Gallimimus là trường hợp hiếm hoi vì chúng rất hiền và nhát. Chúng thuộc chi khủng long thú và được các chuyên gia xem như là khủng long đà điểu. Gallimimus chạy rất nhanh,
có thể lên tới 56 km/h, dư sức làm thú cưỡi cho Hugo đi cứu vợ con. Nếu muốn bắt chúng thì đơn giản thôi, cứ chạy nhanh hơn là được. Và hiện tại, Gallimimus sống ở bang Pennsylvania, Iowa, Dakota Bắc và Nam, bang Nebraska và Kansas nhé. 16. Parasaurolophus. Loài khủng long ăn cỏ có tên mang nghĩa là thằn lằn màu gần. Chúng đã xuất hiện cùng với nhân vật Owen Grady trong teaser trailer Dominion. Trông chúng cũng đáng yêu anh em nhở. Theo bản đồ của đạo diễn Colin Trevorrow, Parasaurolophus có mặt ở ba bang Utah, Wyoming, Colorado. 17. Velociraptor. Một trong những cái tên đáng trông chờ đây. Loài Velociraptor với gương mặt tiêu biểu là Blue và con của nó. Velociraptor, aka tên trộm thần tốc giữa thế giới Jurassic, có thể đạt tốc độ chạy gần 39 km/h và có lực cắn ngang linh cẩu, gấp đôi lực cắn của sư tử. Velociraptor của Jurassic World khá là thông minh nên không dễ bắt chúng đâu công nhá. Nhưng muốn thử thì cứ tới bang Nevada, Mỹ mà thử, hoặc là đi bắt cóc đứa con của Blue cũng được. 18. T-Rex. Ôi, cái tên không cần nói quá nhiều thêm với anh em này, đang ở bang Oregon. Web Dino Tracker ghi nhận bé bự có tính gây hấn cực kỳ cao, nên liệu cơm gắp mắm nha mọi người. T-Rex có tầm nhìn dựa vào sự chuyển động, cực kỳ bảo vệ con non, nên nếu liều mạng với nó, ta sẽ đón nhận cú cắn có lực 34.500 Newton. Nên là tôi khuyên anh em nên bỏ qua vị chúa tể này ngay và luôn. Nếu gặp thì lo mà chạy vì cái tính mạng của mình đi nhá. Bên cạnh đó, những loài khủng long tôi nhắc ban đầu cũng đều nằm rải rác ở những bang khác thuộc Bắc Mỹ. Chưa kể đến một số loài chưa xác định được vị trí cụ thể như là Archosiraptor, Dilophosaurus, Dimetrodon, con quỷ Gigantosaurus, rồi cả Pyroraptor, Quetzalcoatlus, Sinoceratops, Therizinosaurus và nhiều loài khác nữa. Nếu khi lãnh địa công chiếu mà có tiết lộ địa điểm của chúng thì tôi sẽ lên clip mới cho các ông nhé. Anh em thấy thế nào với các vị trí săn lùng khủng long của Jurassic World Dominion? Hãy cho tôi biết ý kiến ngay nào. Đồng thời nhớ like, share và rủ bạn bè đăng ký kênh ủng hộ tôi động lực to lớn ra nhiều video chất lượng hơn cho mọi người nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!